Chúng ta niệm Phật bình thường được coi là rất siêng năng. Mặc dù một ngày niệm 10 danh hiệu Phật, hoặc giống như Quan Niệm Tổ, thật hiếm thấy một ngày niệm 40 vạn danh hiệu Phật. Nhưng nếu ông không buông bỏ thì không giảng sanh được. Chứ chẳng phải ai niệm Phật cũng được giảng sanh đâu. Người niệm Phật không buông bỏ thì họ cũng không được giảng sanh được. Trong Pháp Thế Gian hay Phật Pháp, chỉ cần có một điều chưa buông bỏ, phước báo họ lớn, ít tạo ác nghiệp thì họ được sanh thiên, hoặc đầu thai về lại cõi người. Nếu tạo nhiều ác nghiệp hơn thiện nghiệp, họ sẽ đầu thai vào trong ba đường ác. Điều này Pháp Sư Quán Đảnh nói rất rõ ràng. Người niệm Phật có 100 loại quả báo không giống nhau. Chúng ta niệm Phật là vì sao? Vì sao niệm Phật? Vì sao cầu sanh thế giới Cực Lạc? Điều này nên học ngài Huệ Năng là không sai. Vì sao tôi niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc? Vì để làm Phật. Tôi vì điều này chứ không vì điều gì khác. Vì sao phải làm Phật? Vì phổ độ chúng sanh. Chỉ có thành Phật mới có trí tuệ, thần thông, năng lực để giáo hóa tất cả chúng sanh. Nguyện này với nguyện của Phật A-di-đà và nguyện của chư Phật Như Lai trong mười phương hoàn toàn tương đồng. Không phải cầu an lạc cho chính mình, không phải vì thăng quan phát tài cho mình, không phải vì mình được đại phước báo, đại trí tuệ, không phải. Nếu có điều nào vì mình, chính là chướng ngại. Chúng ta tất cả là vì mình giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở cõi phàm thánh đồng cư. Nhưng cần phải nhớ, trong kinh nói rất rõ ràng, thượng bối giảng sanh, trung bối giảng sanh, hạ bối giảng sanh. Hạ bối là cõi đồng cư, trung bối là cõi phương tiện, thượng bối là cõi thật báo. Điều kiện giảng sanh của tam bối, thượng, trung, hạ là tương đồng, là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, là tương đồng. Tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề là giác ngộ. Như thế nào gọi là giác ngộ? Như thế nào gọi là mê hoặc? Vì đau khổ của tất cả chúng sanh mà giác ngộ, còn vì mình là mê. Tôi giải thích như vậy mọi người sẽ dễ lãnh hội hơn. Vì chúng sanh, nếu còn một niệm vì mình thì tuy giác ngộ nhưng còn một chút mê tình trong đó. Không nên xem thường một chút mê tình này. Một chút mê tình này nó có thể đem toàn bộ tâm giác phá hoại đi. Thầy Lý lúc còn tại thế hàng năm giảng kinh, ông dùng đề hồ làm ví dụ. Đề hồ là thức ăn của thiên nhân,
nước uống tốt nhất trong các loại, thức uống tốt nhất của thiên nhân, gọi là đề hồ. Ông nói một ly, nếu trong một ly đề hồ này bỏ một giọt thuốc độc vào trong, thì ly đề hồ đó đều biến thành thuốc độc. Ví dụ này dụng ý rất sâu sắc, chính là trong tâm bồ đề của chúng ta còn có một chút tâm tự tư tự lợi, thì tâm đó chính là độc dữ. Tâm bồ đề chính là đề hồ. Một giọt độc dược đó lẫn lộn vào trong thì đề hồ này không còn gọi là đề hồ nữa, mà gọi là thuốc độc. Tâm này niệm Phật không thể giảng sanh. Như vậy người nào phát tâm bồ đề mà không có chút tự tư tự lợi trong đó, chúng ta nghĩ ngược lại, sau khi phát tâm bồ đề không có chút ý niệm tự tư tự lợi nào trong đó, thì thật đáng nể. Không có tâm riêng tư. Khi không có tâm riêng tư mới có thể cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Niệm câu Phật hiệu này mới tương ưng với Phật A-di-đà, đã thông đạt, không còn chướng ngại. Một chút ý niệm tự tư đều là chướng ngại. Nói thật với quý vị, không phải chướng ngại nhỏ mà là đại chướng ngại. Ý chính là nói, trong đề hồ không nên có chút độc dược nào xen tạp vào trong. Phải tu cho chân tâm mình thuần tịnh thuần thiện. Tâm bồ đề là chân tâm, không phải vọng tâm. Dùng tâm này để niệm Phật A-di-đà, niệm lâu ngày thật sự có thể niệm mất A-lại-da. A-lại-da là vọng tâm, lâu ngày không dùng nó tự nhiên bị đào thải, không cần cố ý đoạn tận nó, đến lúc tự nhiên nó không còn. Nên trong luận chú nói, những người này, những hội chúng này đều là từ trong trí tuệ tâm thanh tịnh của Di Đà Như Lai sanh ra. Vẫn là ví dụ, tâm lượng này giống như biển lớn vậy. Chỗ nào cũng có thể dùng chứa. Thánh chúng của thế giới Tây Phương Cực Lạc là người của phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, đều được oai thần của Phật A Di Đà gia trì làm Bồ Tát A Duy Diệt Trị. Tâm lượng của mỗi người giống như Phật A Di Đà, tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Đó là thánh của thế giới Tây Phương. Tâm lượng chúng ta như vậy, tâm lượng thật. Tâm lượng nhỏ làm sao có thể vào được? Nên mỗi người đều là tâm lượng lớn. Mỗi người đều không có cái tà. Điều này chúng ta không thể không biết. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đa Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.
Yeah.